lanh quanh làng trên xóm dưới, chuyện từ nhà đi ra khắp lối. Ôi cái chuyện quê mình nè, rộn ràng vui như mùa xuân. Mời em về cùng anh, về nơi đất ngọt an lành. Nhìn xem quê mình đang đổi mới, lo mừng an sang năm tấn tới. Ôi ta với mình nè, tình làng nghĩa xóm bền lâu. Về quê anh có cánh đồng xanh, miền đất an lành, cây trái ngọt uống dòng phù sa. Dù gian khó ta giúp nhau vượt qua, có nghĩa có tình chuyện quê mình rộn ràng tiếng cười. Có nghĩa có tình chuyện quê mình rộn ràng tiếng cười. Nói ra cho phép nó nói nha. Chưa rồi, đủ đủ anh đã. Về còn mấy tấm sóc mình còn xó bước. Nhiều lắm. Chụp. Lẹ đi. Nghe cười rất đơn của bỏ ra nè. Hai, ba, phát biểu. À, kể từ ngày hôm nay tôi xin tuyên bố Hợp tác xã Tí Phát chính thức được thành lập. Tiến là tiến lên, phát là phát tiền. Mà còn tiến ra đây phát tiền nè, đúng không anh Ruột? Phải. Chứ gì? Tiến là tên vợ tôi. À, là Tiến Bộ. Phát là tên anh chính đây, là phát triển. Hợp tác xã của chúng ta sẽ tiến bộ và phát triển. Bà con nghe rõ chưa? Là tiến bộ phát triển này chứ không phải vụ nãy nha. Vô hợp tác xã để sẽ được phát triển nha. Nhớ vậy nha. Thôi bà đi, tôi phát biểu tiếp nè. Rồi rồi. Và tôi biết là bà con vẫn còn chưa tin tưởng vào mô hình hợp tác xã của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ chứng minh bằng hiệu quả thực tế của nó. Lúc đó bà con có tham gia cũng không muộn hen. Dạ. Bây giờ để tôi vô ngoài sau dọn thức ăn lên cho mấy ông với lại quý khách mình dùng nha. Để tôi vô phụ chị. Đi chị. Thấy không? Hòa thuận quá trời không? Cái quan trọng á là mình sử dụng đúng người, đúng việc đó anh. Được. Xin mời kỹ sư trình bày. Dạ, được sự giới thiệu của chị Hợp thì con tới đây để chia sẻ về mô hình trồng lúa với mấy chú ạ. Dạ, anh nói đi, tôi nghe. Dạ. Dạ, đầu tiên là về giống. Thì mấy chú cần sử dụng giống mà do công ty của con cung cấp. Dạ. Đây là giống lúa năng suất rất là cao ạ. Như vậy là kể từ bây giờ á, là tụi tôi sẽ trồng cái giống lúa bên anh cung cấp. Còn toàn bộ cái quy trình chăm sóc hay là thuốc thang hay cái gì đó là bên anh hoàn toàn là giúp chúng tôi, đúng không? Dạ, đúng ạ. Dạ, khi mà ký hợp đồng thì mấy chú cần đảm bảo cam kết đúng theo quy trình của công ty ạ. Dạ, và khi mà xả lúa thì con sẽ theo sát với mấy chú để mà hướng dẫn cái quy trình kỹ thuật. Và khi mà lúa chín thì công ty sẽ cử người đến thu mua tận nơi luôn ạ. Nè, tôi hỏi cái này nó có hơi nhạy cảm chút xíu, nhưng mà thà làm ít lòng trước thì được lòng sau. Vậy chứ nếu mà sau này tụi tôi trúng mùa, cái nó có cái tình trạng mà trúng mùa nhưng mà mất giá lúa không anh? Dạ không ạ, công ty cam kết đảm bảo đầu ra và đảm bảo cao hơn giá thị trường ạ. Dạ. Cho nên là không có tình trạng được mùa mất giá đâu ạ. Vậy là tốt quá. Nông dân mình chỉ cần cái đầu ra tốt là được rồi. Dạ. Tụi tôi mà cứ hãy trúng mùa với lại lúa có giá là tụi tôi vui nhất trời luôn. Chú cứ an tâm ạ. Dạ. Rồi, làm gì đình đó mày? Có đâu, đứng nghe hết gốc gáo câu chuyện để đi vận động bà con vô hợp tác xã của anh chú Bộ. Thật. Alo, sao? Giao cưng hai hũ hả? À, được được, giao liền được. Cưng nhắn chị địa chỉ nha. Rồi rồi rồi. Câu Bộ lúc ngày bán được ghê hen. Mà không thấy ai bán vốn chân ta. Cha nội vô duyên. Miệng ăn mắm ăn muối, bớt cái chuyện xui lại đi. Chỗ người ta làm ăn buôn bán. Ủa, sợ hả? Tâm linh không đùa được đâu nha. Sợ chứ sao không sợ? Bán đồ dởm, đồ không chất lượng mới sợ chứ. Thôi cha nội đi tầm xàm quá. Ăn ở không, người không rảnh, nói tào lao mới lao không à. Ờ, sáng nay có qua khai trương bên Tiến Phát của chú Tân không? Không quan tâm.
không quan tâm hay là không ai mời? Mời nhưng mà không quan tâm, ở nhà uống nước chơi cho khỏe được không? Mà phải rồi, cái mặt ông á tốt nhất là đừng có đi. Ông qua khai trương bên chỗ người ta, bắt công hợp tác xã của người ta đóng cửa sớm. Không dám đâu nha, nhiều khi á không có cái mảng mặt tôi á, tưng bừng khai trương nhưng mà cũng âm thầm đóng cửa. Trời ơi, ngồi đó nói xui cho người ta, mai mốt người ta ăn nên làm ra thì đừng có tiếc nha. Để rồi coi. Để rồi coi. Nè coi đi, người ta buôn mai bán đắt ghê không? Nay hai hộp nữa rồi nè, khách hàng đặt liên liên nè. Mẹ ông, cái cách gieo mạ mới này á, tôi thấy cây nó phát triển tốt dễ sợ không mà nó điều nữa không? Hơn cái lúc trước á, mà mình gieo cái kiểu nó trong tấm bạc nhiều đúng không? Hơn nhiều. Nhìn cây nó thấy thương luôn á. Ông có nhớ bữa cha kỹ sư cha nói là mình gieo như vậy thì khoảng bao nhiêu ngày mình để mình cấy được ta? Khoảng 10 tới 12 ngày. À vậy hả? Nếu mà mình làm có sai sót gì á thì trên công ty á, người ta cử chuyên viên xuống rồi hướng dẫn thêm cho mình. Vậy là quá lợi, quá tốt rồi. Ta nói làm cái gì á mà có người chỉ dẫn cặn kẽ như vậy á là chắc ăn như bắp. Chắc chắn. Giờ này mà ai gọi đây? Alo, tôi nghe. Rồi, tôi về liền. Thôi, tôi có chuyện rồi, tôi về nghe. Về đi. Ủa, báo kiếm ông Tân hả? Dạ, chú Chính. Ông ngồi kìa, vô đi, tao đi có chuyện chút, nghe không? Dạ, chú Chính. Bảo, vô đây Bảo. Dạ. Dạ, chú Tân. Sao? Hôm bữa bên đây khai trương, mặn đau bụng quá, con không có qua được. Nay qua chúc mừng. Làm sao? Ủa chú, đang chơi gì vậy? Gì? Tôi gieo mạ nó dữ gì? Nhưng mà... Kiểu mới. Kiểu mới hả? Trời, kiểu mới thì sao bằng kiểu cũ? Máy móc sao bằng tay chân? Trời đất ơi, mẹ ăn nói cái gì vậy? Nó làm kiểu mới nó thấy nó đều ghê chưa? Mà nè, sao mày trẻ mà cái suy nghĩ mày nó già dễ sợ vậy Bảo? Tiếp thu cái mới, cái tiên tiến vô chứ. Mày gieo chưa? Mời con gieo. Ê, mày làm thử cái loại lúa này coi, năng suất cao lắm nha. OM48. Ai nói chú? Trên công ty người ta nói. Thì đúng rồi, sản phẩm của người ta phải nói tốt thôi, chứ là sao nó chê dở được. Kỳ, tốt thiệt mà, nhìn mạ là biết nó tốt rồi đó. Để rồi coi. Mày già thiệt rồi đó Bảo à. Ông mới xạ xong gì à hả? Ừ. Cũng nhờ mấy anh em làm dần công nên mới xong sớm. Công nhận truyền thống đó của quê mình thiệt là quý hen. Mà công nhận nha, lúc ngày yếu quá làm chút xíu là mệt rồi. Cũng biết mệt rồi hen. Nếu vậy thôi, đừng có lấy sức ra mà cài nữa. Bây giờ có cái gì mình thay thế được á thì... Thôi thôi, bà khỏi thấy chứ tôi thấy rồi nè. Bà đừng nói bóng nói gió. Không có bóng gió, nói thẳng luôn á. Bà định dụ dỗ tôi cơ giới quá đúng không? Đi làm đã mệt ít, về nghe bà nói mệt nhiều thêm, mệt dễ sợ. Nếu mà bảo thủ như vậy thì đừng có than mệt. Dạ thôi con gửi lại, chắc con không mua ra gì thôi. Cũng gọi một tiếng gì mà để gì của mình nói khô cổ luôn, cũng không có chút cảm động. Vậy thôi gọi mày tao đi chứ kêu gì làm chi. Thôi mà dì Thu, con cũng ủng hộ lắm mà phải chi gì bán cái khác chứ, cái này thật sự là con không có nhu cầu. Trời đất ơi, đối với một người phụ nữ, một người con gái, nhan sắc là cái quan trọng nhất trong cái cuộc đời mình mà kêu không có nhu cầu.
chị thấy con nó con làm nông suốt ngày gian nắng xài ba cái mỹ phẩm này rồi có tác dụng gì đâu. Con ơi là con, sao tự nhiên con lại tự hại cuộc đời mình như vậy? Con nói như vậy là sau này cuộc đời con bất hạnh lắm nha. Ủa không lẽ bây giờ chỉ có những cái nghề mà thuộc về cái đẹp thì người ta mới được điệu hả, người ta mới được làm đẹp hả? Trời ơi, mình là phụ nữ, mình có quyền làm đẹp. Mắc gì mình làm nông là mình không được làm đẹp? Không con, mình làm nông dân mình vẫn phải đẹp, mình vẫn có quyền đẹp chứ. Chứ nói như con lẽ rồi đầu bếp rồi những người làm những cái công việc khác nữa, người ta không được quyền làm đẹp, người ta không được quyền đẹp luôn hả con? Chị Thu gì bình tĩnh nghe con nói. Không thể bình tĩnh được, cái này nó nguy hiểm cho cuộc đời của một người phụ nữ lắm. Bức xúc lắm, cái này là cái nhu cầu của người phụ nữ mà. Con biết, phụ nữ là phải làm đẹp con biết rồi. Đúng. Nhưng mà hồi nhỏ giờ con đâu có xài mấy cái này đâu, là con sợ không có quen. Thiệt, con nói thiệt. Hồi nhỏ mình không xài là đúng. Lúc đó mình nhỏ xíu à, mình làm đẹp cho ai? Ai ngắm mình? Mình làm đẹp với mục đích gì? Vô nghĩa, đúng không? Nhưng mà bây giờ con lớn rồi, con nay là thiếu nữ rồi đúng không? Con muốn có bạn trai không? Con muốn có chồng không? Đó, thì mình phải làm đẹp thì trai nó mới tới, nó ngó mình, nó mới rước mình chứ. Không đẹp rồi xấu như ma vậy, rồi chỉ có ma nó đón ha. Mà vậy Thu, chỗ thân thiết con hỏi này thiệt nha. Hỏi đi, giá cả này kia con cứ yên tâm. Chiết khấu được cho con, giảm giá được cho con là gì giảm? Dạ, rồi vậy bán này gì xài chưa? Con bé này hỏi lạ. Đương nhiên người ta bán phải xài chứ. Bán phải xài chứ, bán mà không xài kỳ lắm. Mà ai mà tin ha. Tại con thấy vậy cũng không chắn mấy. Ê, vậy không tin gì nhìn hai bàn tay gì đi. Tay mình đen như vậy đúng là khó thuyết phục khách hàng thiệt. Bà ơi, cơm nướng có chưa? Ờ, lát nữa. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Bà nhát ma tôi hả? Ông mới là nhát ma tôi đó. Tự nhiên la lên vậy. Sao mặt bà? Cái này hả? Tôi xức kem. Xức kem với nhát ma cái gì? Mình bán mình phải xức thử để coi hiệu quả tới đâu mình mới mạnh miệng mình quảng cáo, hiểu không? Bà xức kem gì mà giống như trong thùng bột mì vậy? Nó trắng nó đẹp chứ sao? Người ta trắng hồng, trắng tự nhiên mới đẹp. Còn trắng như bà giống như là cái gì vậy? Mệt ông ghê á. Không nói được câu nào nghe lọt lỗ tai hết à. Dìm hàng tôi chắc ông vui lắm á. Thôi ngồi yên đó đi để cho tôi làm công chuyện nha. Không biết sao hồi đó lấy bà được hay thiệt chứ. Mời em về Hậu Giang, về nghe cái chuyện quê mình. Chuyện lanh quanh làng trên xóm dưới, chuyện từ nhà đi ra khắp lối. Ôi cái chuyện quê mình nè, rộn ràng vui như mùa xuân. Mời em về cùng anh, về nơi đất ngọt an lành. Thân quê mình đang đổi mới, lo mừng an sang năm tấn tới. Ôi ta với mình nè, tình làng nghĩa xóm bền lâu. Về quê anh có cánh đồng xanh, miền đất an lành, cây trái ngọt uống dòng phù sa. Dù gian khó ta giúp nhau vượt qua, có nghĩa có tình. Chuyện quê mình rộn ràng tiếng cười, có nghĩa có tình. Chuyện quê mình rộn ràng tiếng cười.